Phần phải tặng cho hết để hát lo hát không quên đúng tặng. Rồi, phải tặng quà cho bà Cương thôi. Dạ em mời nhà thầy trợ lên đi chị ơi. Dạ, dạ, dạ. Chị không ngủ gục nữa, em mời chị xui của em, chị Hồ Ngọc Hà lên tặng quà phụ em đi chị. Quá trời đẹp rồi, trời ơi. Dạ. Vậy bây giờ sao chị Hà, giờ muốn tặng hết ở nhà hay sao? Bây giờ còn một xe tải ngoài đó, giờ sao đây? Tặng đi em. Tặng đi. Dạ không có gì ngoài điều kiện. Đúng rồi, bây giờ mình tặng sao ạ? Dạ bây giờ chị ở đây nha, em sẽ xuống dưới. Ok. Em xuống dưới rồi em đặt câu hỏi. Dạ chị thấy ok là chị kêu tặng là em tặng. Chị thấy ok là sao? Cái câu hỏi chỉ có đúng sai thôi chứ đúng không... đúng rồi đúng sai chị, nhiều khi người ta trả lời lèm bèm, chị muốn tặng là chị tặng, tặng cho hết. Dạ không cần đúng okay. Sai. Dạ rồi. Câu hỏi đầu tiên, xin gì ai cũng thích? Xin khám xanh đẹp. Xin hay là xin sỏ? Sai. Xin gì ai cũng mê? Dạ sinh nhật. Sai. Xin gì ai cũng mê? Xin đẹp. Xin quen yêu. Sai luôn. Xin gì? Xin gì? Xin gì? Xin đẹp. Vậy? Xin đẹp. Sai luôn. Xin gì ai cũng xin thích? Xin đẻ. Xin tố. Cubin. Tuyệt vời. Một phần quà. Điên không á? Trời ơi, cho quảng cáo cái chứ trời. Mất thời gian quá, lẹ lên. Ok, một phần quà dành tặng cho Quốc Khánh ạ. À. Cái gì? Với một câu hỏi vô tri, chị tặng em cái buộc tóc. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Ok, rồi một câu hỏi tiếp theo. Tiếp đi chị. Cá gì? Em ơi, em. Không có công bằng cho những khán giả ở phía xa đằng kia. Em phải đi xa ra. Trời ơi. Làm MC như ở đợ vậy, cho một cái phần quà đem xuống dưới đi. Còn nguyên cái thùng. Ok đi. Rồi đi. Trời ơi. Ai mà đầu cổ mà nhiều mà cổ tóc ê hề vậy? Ok. Anh Trung, dạ. Vâng, giám đốc của Gala Nhạc Việt, anh muốn nói gì với tôi? Anh Trung, đố gì anh, đố gì? Mời anh đố. Gì gì mập nhất? Gì gì mập nhất? Vâng, gì giáp ạ? Gì giáp mập nhất thế giới? Vâng, một phần quà. Cho Trần Thành Trung. Ok, Trần Thành Trung, một phần quà. Gì gì mập nhất? Gì giáp nha. Đi xuống sâu nữa. Ok, ok, ok. Coi là xa đằng kia kìa. Đi ra ngoài cổng đằng kia lắm kìa. Ra rẽ trái về luôn em ơi. Ok ok. Rồi tới đây ha. Rồi. Im lặng nhỏ nhỏ giùm anh. Câu đầu tiên. Trái gì có trong điện thoại? Apple. Trái táo. Trái táo. Sai. Trái gì? Trái cam. Cam gì? Tuyệt vời. Một phần quà. Trời ơi. Ok. Và trái gì có trong điện thoại nữa? Giơ tay, còn nữa. Ở dưới đi lắm. Mời em. Đi xuống nữa đi. Cứ dạ chị ơi, em biết rồi chị. Em làm có ở đợ chị đó. Cái gì mà sai hoài. Ok. Ai đâu xa đâu, chị Hà muốn xa. Đi nữa. Ok, trời ơi, đi sao tối tăm mù mịt vậy. Đâu. Ok, nó chui vô kẹt này. Vô đây. Trái gì có trong điện thoại? Trái sim ạ. Trái sim, chính xác, một phần quà. Tiếp theo là gì? Cái sim điện thoại đó. Trái sim á chị ơi, cái sim điện thoại á chị ơi. Không biết. Ok, trái gì có trong người Dương Lâm và Quốc Khánh? Trái gì có trong người Dương Lâm? Mời em lặng. Tim à? Trái tim, sai. Nhưng mà tặng cái đồ cộng tóc đi. Ok, trái gì nữa? Trái cổ một cái luôn. Có một trái đặc biệt nha. Trái gì? Trái tim rồi, tiếp. Trái gì? Trái thận một cái luôn. Trái gì có trong người Lê Dương Bảo Lâm? Trái khế đưa luôn. Trái gì nữa? Trái ngang. Trái gì? Giơ tay. Đưa đây, tiếp. Trái cà gì má. Mẹ điên. Trái gì có trong người Lê Dương Bảo Lâm? Trái bóng. Bà bóng á. Bà là cái người bóng nhất trên đời này đó. Ê, tặng quà, câu đó hay. Đây, tặng luôn một cái hộp quà. Tặng cái gì? Tặng luôn một cái hộp quà bởi vì quá hay luôn. Dạ em cảm ơn chị xui á. Còn một trái nữa, trái gì có trong người của Lê Dương Bảo Lâm? Trái thận rồi bà nội. Bên đây, đặc biệt phần quà đặc biệt. Trái tính trái nết. Tuyệt vời, trái tính trái nết. Còn gì mắc cười nữa không? Cá gì lạnh nhất? Cá gì? Trả lời. Cá đâu? Ba cái độ bẩn nhiều khi mà độ biết á.
Đó, nè, Phường nè, lên Phường nè. Em biết. Im lặng, cá gì? Cá. Cá. Ngủ đi em ơi, ngủ đi cưng ơi. Ê. Cá gì lạnh nhất? Cá đồng. Cá đồng, điên khùng. Cá gì? Cá tuyết sai, tặng luôn đi, sai mình dạy cho giống giống. Ai nhanh nhẹn nào? Cá đùng. Sai, cá nục sai. Mai mốt suy nghĩ rồi trả lời giùm em. Em có câu trả lời. Em được không? Mời em. Dạ, cá đục là cục đá. Cá đục cục. Là đúng rồi. Một phần quà dành tặng cho em. Ok. Ê em ơi, cái bông tẩy trang này ở ngoài không có đâu em ơi. Hồi nãy tuyệt vời quá, tuyệt cả là vời. Ai vậy? Hồi nãy rồi, tiếp theo. Còn gì nữa à? Còn gì nữa? Nó la thất thanh bằng tính mạng kìa đó. Ok, con cá gì gan dạ nhất? Cá gì gan dạ nhất? Cá heo. Bớt kêu tai lại. Đi từ trong kia ra mà không suy nghĩ. Đằng kia kìa. Cá gì gan dạ? Đằng kia. Cá gì? Cá bạc má sao gan dạ? À, cá bạc má. À, cá các côn đồ nha con nha. Nhưng mà phần nó vẫn cho phần quà đi em, vẫn phần kìa, quà. Có một mèo la thích. Đâu ai la? Đó cái kìa. Áo hồng rồi, cá gì đang vậy? Áo trắng. Cá xấu là nó xấu thôi, nó không gian dạ nha má. Cái kìa. Quà quà vẫn cho quà đi. Tặng quà cho hết đi. Đừng có xôn. Đừng xôn vệ sĩ tụi em. Vệ sĩ ơi, nó bóp đít em. Quà đi, tặng quà đi, tặng cho hết giùm anh đi. Nhiều quá. Đây ai bóp đít tặng. Ờ, quên. Cá gì gan dạ? Đứng dậy thôi, đứng dậy. Nói luôn. Cá voi sát thủ. Đó, đúng rồi đó. Đúng luôn hả? Không, ý là đằng kia kìa. Trời ơi, hai cái con lân này. Sao mà nó điên dữ vậy? Cá gì? Cá gì bà nội? Cá này cá gì? Chưa biết cá gì mà thấy cá bóng rồi đó. Dạ mẹ ơi, cá gì gan dạ nhất mẹ ơi? Tự trả lời luôn. Câu này trả lời rồi nha em nha. Mấy cái con nó nhoi nhoi nó thường vô duyên nha chị nha. Dạ cực. Cái gì? Cá mặt quỷ. Mắt gì gan dạ? Thôi điên khùng quá. Thưa quý vị, cá gan dạ nhất đó là... Cá gì? Cá. Cá ác là cái gì? Cá gì? Cá ngược. Tặng luôn đi, tặng cho vui đi em ơi. Ok. Cá gì? Đây, đúng vậy. Cá gì? Sai luôn, yếu quá. Cá gan dạ nhất là cá tra. Cá tra. Sao vậy? Cái gì nó cũng dám ăn ở gan dạ rồi. Gặp bà dám ăn không? Dám không? Dám luôn hả? Trời ơi, mạnh vậy? Nhà bà gan ăn con cá rồi. Một phần quà. Quá trời. Bé nào? Đúng rồi, cái con dồi kia, tặng cho con dồi để giùm anh đi. Dồi đâu nhoi? Ok. Tặng nhỏ cái cục tóc đi. Tặng cái con dồi kia giùm anh. Ok. Ok, một người nữa. Ok, rồi anh nó xanh đứng dậy, Rồi tập trung nha. Chị Khả Như ra chợ mua cục xôi. Bà làm rớt, bà lụm, bà ăn, bà rớt lần nữa. Hỏi Khả Như mắc cái gì? Không có để cái gian gian như cô hồn như vậy. Mắc gì? Mắc tiền sai. Ok. Im lại. Ra sau đi, cứ cho mấy cái mặt tiền hoài vậy, đi. Quỳnh kìa, cháu Quỳnh trả lời. Im lặng. Ok, ti. Cho nhân viên, Dạ, mất vệ sinh. Mất vệ sinh, chính xác. Ok, mất cái gì? Mất, Khả Như mất bu ca. Hello. Giáp, nên ngồi im lặng nha.
Tối nay là ngồi thiền nha. Một phần quà dành cho Betty ạ. Ok ok, rồi câu hỏi, còn quà không? Còn nhiều quá. Không nhiều. Để chị coi còn nhiều. Còn vài câu nữa thôi ạ. Còn nhiều mà. Ui. Sao còn mất. Ok, ai đâu ai? Quà của bạn này đâu? Ủa, Son nè. Son. Móc cái gì đâu không à, cái quan trọng thì không có móc. Rồi bây giờ ai? Ai ở dưới, đưa micro giùm. Trời ơi. Em gì nha, ok ok, từ từ bình tĩnh, trả lời câu hỏi. Tất cả bình tĩnh. Nhà nam có 4 người. Im lặng câu hỏi nha, câu hỏi. Nhà nam có 4 người, 3 người chị tên Xuân, Hạ, Thu, Đốt tên gì? Nam, chính xác, đưa một phần quà. Tiền, cháu quà, một cây son. Rồi, một câu hỏi tiếp theo, giơ tay đi, đứng dậy, chị đứng dậy. Cái gì nho nhỏ, tập trung. Cái gì nho nhỏ, đỏ đỏ, mềm. Dặn lồi ra lồi vô. Phụ nữ rất thích. Cái gì à? Son à? Son gì à? Son môi của ai à? Em ơi ai Hùng à? Vâng. Một phần son dành cho em. Cái son. Ok. Còn không? Nhiều lắm hả? Trời ơi nhiều lắm chị Hà ơi. Quá trời, rồi bây giờ mọi người bình tĩnh nha. Cái nét thật á, khi mà nói mang cái hộp quà cũng chê, mà bây giờ nhiều quà cũng nói. Ủa alo, đừng, trời ơi. Đừng. Thải nhẹ cái đi anh, thải nhẹ nhẹ, léo léo. Mình trả quá lời, cánh. Thôi đừng, mình trả lời rồi mình mới đưa. Trả lời. Dạ okay. Rồi. Tiếp không, hết ok, rồi. Tiếp theo, bước. Vũ công. Trâu con là con nghé. Ok chưa? Con trâu con okay. Là con nghé. Con bò con là con bê. Vậy con lừa mẹ là con gì? Con này đâu có lừa mẹ. Hết 3 giây, qua bên này. Hết 3 giây. Ai, ai? Đứng dậy. Ai trả lời được? Đưa tay em không trả lời, trả lời. Con lừa mẹ là con gì? Con bất hiếu, chính xác. Con mà dám lừa mẹ bất hiếu dễ sợ. Một phần quà dành tặng cho bé Vũ Đồn. Anh nghĩ là mấy bạn Vũ Đồn này tặng bớt cho mấy bạn giùm anh. Mấy bạn cống hiến nãy giờ. Ok ok. Tặng cho Vũ Đồn giùm anh, tặng mấy bạn Vũ Đồn giùm cho anh. Rồi đứng đây đọc câu hỏi. 2, 3. Tập trung. Chị đó. Ba da trắng, mẹ da đen. Đẻ đứa con ra răng nó màu gì? Ba da trắng, im lặng. Không có răng. Chính xác, không có răng. Đưa vô. Đúng rồi. Ok, bây giờ nhiều quá, chị Hà em có là ok rồi. Chị Hà, ổn rồi. Ok. Bây giờ chị có gọi là cảm xúc của chị bây giờ như thế nào khi bà con Long Thành gọi là rất là yêu thương. Và cảm ơn chị Hà đã đến đây, đã gọi là giao lưu cũng như tặng quà. Ở bên trong có máy lạnh không? Có máy lạnh, rồi bây giờ lưu trong đó lấy quà đã nữa. Lấy quà nữa? Giờ, ơi hề, ngày nay 4.000 người chị tặng hết nổi không? Nhưng mà em phải đi xa, bởi vì từ nãy giờ chị thấy em ở đây không à. Dạ bây giờ em sẽ đi xa. Mọi em người đồng ý không ạ? Em không đi thì chị đi. Chị đi hả? Ừ. Chứ chơi mình phải chơi công bằng chứ ở. Nhưng mà đi kiểu đường nào ta? Vậy bây giờ làm. Đi đường vòng. Chị vô chị chuẩn bị trước đi. Ha. À. Chị chuẩn bị giùm cho em. Vệ sĩ hỗ trợ chị giùm anh. Xong rồi ở đây gọi là em sẽ hát hò này nọ. Chị chuẩn bị quà xong. Chị ấy ra. Tuyệt vời. Rồi em tặng tiếp nha. Em tặng sau nha. Tặng hết bà con ở đây. Ok. Dạ. Rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chào đây nữa dành cho những ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Yeah. Em vô lấy quà tiếp nha. Dạ rồi. Đừng nào quà đâu. Quà ngoài xe hả? Dạ thưa quý vị, hiện tại chương trình rất là còn e hề. Ừ. Dạ cho nên mọi người cứ bình tĩnh. Ok. Dạ rồi, mời về. Dạ.
một hàng hát cho bài đấy. Và bây giờ ai ạ? À? Ai ạ? À? Em cháy Vũ chưa? Thảo Vũ Thảo Mây ạ. À. Và chúng ta hãy cùng chào đón sự quay trở lại của nữ ca sĩ Vũ, Thảo Mây. Một tráo tay ạ. Hello mọi người ơi, dạ mọi người cứ bình tĩnh anh chị nha, vui vẻ, chương trình còn rất là dài. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sao băng đồ khỏe chứ em ơi, không xỉu nữa nha em ơi. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là một ca khúc gọi là Sắp Tới. Dạ. Sắp Tới ra mắt. Dạ đúng, đây là một ca khúc mà nằm trong album ra mắt vừa rồi của My cách đây 2 ngày. Nhưng mà MV cho ca khúc này sẽ được ra vào tuần sau nha mọi người ơi. Và đây là một sáng tác của chính My luôn và được phối bởi nhạc sĩ Anh Quân.